Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái búa thò. Cái búa thò này được làm bằng Lego nha các bạn. Rất là nặng và cứng, cầm rất đã tay. Trước tiên mình làm cái cán búa trước, cái cán búa trước rồi bắt đầu làm thôi. Đây mình đang làm cán búa nha các bạn.
cán búa các bạn ơi. Rồi từng bước cuối cùng phải xong cán búa. Rồi mặt dưới đây cái nào. Mặt dưới đây vào. Khá là đẹp. Khá là đẹp. Là cán búa các bạn, thật là tướng là trọng, nhẹ sát vào, ok, đây là cán búa đã xong rồi. Còn để đây tiếp tục mình làm tiếp. Tiếp tục mình gắn cái đầu búa vô các bạn. Đầu búa thôi các bạn ơi. Tiếp tục gắn cái đầu búa vào. Ồ, rất là cứng rồi. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Tiếp tục các bạn ơi, phần tiếp theo là gắn thêm cái này vào mấy cái dành búa. Cái búa rất phức tạp, khó để gắn được lắm, nó bự, khá là bự. Cái búa phức tạp thì các bạn đế trong. Tiếp tục tạo cái đế trong. Này một mặt búa là tiếp tục mặt này nè. Đây lâu quá. Rồi, sao đây? Còn cái gì nữa đây? Thiếu cái gì nữa đây các bạn ơi? Khó lắm, khó để gặp được cái này. Này gắn như đây. Căng rồi. Tiếp tục nha các bạn.
đây rồi, nhưng mà đã hiếu được một cái gì rồi. Chưa hoàn thành. Khó gỡ nha, cứng quá. Tiếp tục thôi các bạn ơi. Tiếp tục ta gắn tiếp. Gắn một màu xanh vào. Rồi cái này sẽ làm một lần ngang đây. Còn cái này ta sẽ làm một lần vào đây. Rồi sắp hoàn thành cái búa rồi các bạn ơi. Rồi, cán cái này vào, tạo giá đỡ cho cái nền ở trên. Oh yeah, sắp sửa hoàn thành rồi. Yeah, rồi. Cái búa thò đã sắp hoàn thành. Trần. Gắn vào thò các bạn ơi. Như cái hộp gì đấy, đè mạnh vào. Rất là cứng. Rồi xong, cây búa thò đã hoàn thành rồi các bạn. Rất là cứng. Rồi, cái búa thò của mình đây các bạn.